Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về quy trình lắp đặt hộp đựng nước rửa tay. Đầu tiên, ta cho biển năng bảo dưỡng. Để bắt đầu thao tác, ta cần chuẩn bị các dụng cụ sau. Sau đây, ta xác định vị trí đặt hộp và đánh dấu các lỗ khoan để treo giá lên tường. Sau khi xác định được vị trí các lỗ khoan, ta dùng khoan bê tông để khoan lỗ. Tiếp theo, ta dùng búa đóng vít nở vào các lỗ vừa khoan. Sau khi đã đóng vít nở, ta tiến hành bắt vít cố định giá lên tường. Tiếp theo, ta gắn hộp đựng nước rửa tay vào giá. Tiếp theo, ta dùng khóa mở nắp bình và đổ nước rửa tay vào bình. Tiếp theo, ta ấn thử để kiểm tra lưu lượng nước rửa tay. Ta thấy đã đều, như vậy quá trình lắp đặt đã hoàn thành. Tiếp theo, ta tiến hành vệ sinh bụi bẩn. Tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn về quy trình lắp đặt hộp nước rửa tay. Xin chân thành cảm ơn.